chào mừng mọi người đến với LNB Chino. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm server S45 để cùng trải nghiệm môn phái Thiên Vương Trùy ở trong giai đoạn cấp 79. Và nhiều anh em nói với cua là cua ơi, Thiên Vương Trùy bây giờ chiêu số 4 nó tự nhiên chơi vô, mình sử dụng chiêu số 4 thì nó bị mít nhiều quá. Anh em có thường bị như vậy không anh em? Mình không biết như thế nào, nhưng mà cái lúc mà cua thường cầm Thiên Vương Trùy mà cua đi thi đấu môn phái á, thì cua thấy là đúng là nó bị mít. Mấy lần mình thua thi đấu môn phái là mình cụm vô người ta. Tuy là cái chiêu của chúng ta là nó gây ra 4-5 lần đam, nhưng mà cái lần đầu tiên mà chúng ta sử dụng mà không trúng á, là coi như cái chiêu đó phới luôn. Đó nên là trong cái việc mà chúng ta đi solo ở trong thi đấu môn phái thì cái việc câu đam bằng cái chiêu số 4 này mà anh em chơi bị mít tầm khoảng 2 lần thôi. Ở trong cái vòng thi đấu 1-16 thì khả năng chúng ta sẽ bị thua rất là cao. Anh em có bị tình trạng đó hay không? Anh em nhớ comment phía bên dưới nha. Còn khi mà vô ở trong giao tranh tổng thì khi mà cua sử dụng cái chiêu số 4 này vào đối phương, vào nhiều đối phương á, thì cô thấy là nó đánh trúng nhiều đối phương thì khả năng nó kích hoạt cái chiêu này nhiều hơn. Đó nên là cái chiêu này thì cô thấy nếu như solo thì nó có thể là nó sẽ không có được phát huy tác dụng 100% khi mà chúng ta đánh trúng đối phương. Còn khi mà đánh vô đám đông thì cô thấy là nó hầu như là nó kích hoạt hết. Nếu như mà chúng ta nhào vào đám đông, có thể nó mít đối với người này nhưng mà người kia nó sẽ được kích hoạt lên, nên là nó có thể là nó sẽ kích hoạt liên tục. Nơi kích hoạt, nói chung là khi mà mình chơi cái chiêu này là nó kích hoạt luôn á, chứ không phải bị mít. Cái này là những anh em nào mà thường chơi Thiên Vương Trùy anh em mới cảm nhận được. Nên là cua thì cua chơi Thiên Vương Trùy cua chỉ sử dụng là đi quần chiến là nhiều, còn đi thi đấu môn phái là khi nào anh em trong dịch vụ của mình nhờ mình đi mình mới đi thôi. Anh em có thể nhìn thấy là bây giờ Thiên Vương nó có cái chiêu bất tử liên tục, nên là hầu như là server nào cũng sử dụng Thiên Vương hết. Thiên Vương Trùy nó chặn đường cực kỳ ghê. Giờ cái kèo này bây giờ tôi là quýnh với lại hai ông Thiên Vương kia, có ông quỷ Thiên Nhẫn nè, bây giờ mình phải dứt tới đi, không thôi nó khống chế mình khó chịu phải nồi luôn đó. Rồi bây giờ mình kéo ra là có cái anh Thiên Vương bên kia sẽ quýnh với lại anh Đoàn Thị bên mình, và mình sẽ bắt đầu quýnh với lại anh Thiên Vương còn lại. Rồi bây giờ kéo vô đó, kéo vô để chuẩn bị là mình cụm cái chiêu số 4 nè, coi có lên không. Ờ, cụm chiêu số 4 lên đâu, cha nội kia nhỏ. Anh em build chí mạng sẽ thân chí mạng nó cao thì chiêu số 4 của mình nó phát huy tác dụng cực kỳ ghê. Cái ông Đồng Thị của bên mình ổng cũng châu phết á anh em. Rồi mới giết được ông Thiên Dương rồi kìa. Bây giờ còn một ông Thiên Dương nữa. Thiên Dương đánh nhau thì thật sự là rất là khó chết. Phải nói là như vậy, ngang vỏ hàm nè, đúng không? Khỏi nói về khí linh đi ha. Ngang vỏ hàm thôi là chúng ta đánh là rất là khó chết. Nên là mỗi khi mà cua sử dụng mấy con Thiên Vương mà theo dạng Thiên Vương Trùy như thế này mà đi vô thi đấu môn phái 1-16 á, là cua thường là không tăng cái chiêu 5x của nó. Chiêu 5x là dưới 30% máu sẽ được bất tử á, tại vì solo mà rất là khó để cho chúng ta dưới 30% máu, trừ khi là cái ạc của chúng ta bị chênh lệch quá nhiều, bị thua võ hàm, bị thua cái thằng tài phú quá nhiều, đúng không? Thì lúc đó là chúng ta mới có thể bị chết thôi. Đó nên là bình thường là ngang ngang nhau không, toàn là ngang ngang không. Khi mà ngang như thế này thì chúng ta có thể là chúng ta rất là khó bị chết, đa phần ăn đam. Nên là 10 điểm của cái chiêu 50 5x á, ở trong cái chiêu bức tử á, của thằng Thiên Dương á, thì cua không tăng nếu như mà đi thi đấu môn phái. Cái đó là cách tăng của cua là vậy. Rồi còn vô mấy cái giao tranh tổng thì Thiên Vương Trùy phải nói là cực kỳ khủng khiếp, cực kỳ khủng khiếp. Nếu anh em build Thiên Vương Trùy theo cái dạng mà full dam nó, trời ơi, quá kinh khủng luôn. Ông nào mà đại gia nè build full dam nó quá kinh. Tại vì thằng Thiên Vương này nó có một cái chiêu thu nhỏ sát thương, cái chiêu số 2 đúng không, châu phải nồi. Rồi sau đó là anh em bị đánh, anh em có thể kích hoạt lên 1% để kích hoạt bất tử. Sau đó là rút ngắn thời gian chờ cái chiêu 5x á, là sau đó là mình nhào vô đám đông thì mình dưới 30% máu được bất tử, giống như bây giờ đang được bất tử nè. Khi được bất tử chúng ta không nhận đam, không bị khống chế luôn, rất là ngon luôn á anh em. Đó nên là chúng ta chơi con Thiên Vương Trùy cô thấy là vô giao tranh tổng đẩy full đam cho mình. Đẩy vô full đam thì mình đẩy vô nguyên một cái vàng đằng sau của bên kia thì chúng ta
lên bức tử, chúng ta chạy ra cũng được đúng không? Anh em nào mà biêu châu giống như cả của anh Mr. DD, đây là một trong những người khách chào mặt của mình. Ai mà biêu châu thì anh em có thể là tự canh, khi mà chúng ta mà bị mất bức tử rồi, chúng ta có thể chạy đi bằng cái chiêu số 1 hoặc chiêu số 4. Khi mà anh em lên được 79, nói chung là 7x á, thì cái mật tịch chung của cái con thiên dương này, khi mà chúng ta chơi chiêu lướt, chúng ta sẽ được miễn được quá giải với là miễn khống chế luôn. Nên là anh em có thể chạy đi rất là dễ dàng. Vì vậy là con thiên dương trong giai đoạn 5x nó đã mạnh này, bây giờ 7x có thêm chiêu này nữa, mạnh lắm thật sự luôn. Để mình là coi mình chưa biết là 8x cái chiêu nó thật sự là như thế nào, thì mình thấy là cái vụ gì đọc gì chặn sát thương thiên thấu gì này nọ đó, đọc sơ sơ là vậy, không biết thật sự nó là như thế nào. Để coi 8x coi cái chiêu đó nó ra sao, chứ mình đọc sơ qua cái chiêu 8x của nó thì vẫn chưa biết. Thì anh em thấy là con này là thôi đơn giản quá rồi, chúng ta chỉ cần có máu rồi cho chúng ta lướt vào lướt ra, sử dụng bình máu hợp lý để cho chúng ta có thể kích hoạt cái chiêu 5x đó. Khi mà anh em thấy được cái màu xanh đó là 1% để nó rút ngắn cái thời gian của chiêu 5x, còn 0 giây là để kích hoạt lên được á. Mấy con này nó chặn cổng đơn giản lắm anh em, mấy con thiên dương chặn cổng đơn giản lắm, anh em khỏe xíu tăng nhiều sát thương lên rồi chúng ta tăng full luôn cái chiêu 5x là chúng ta chặn cổng như chơi luôn. Bây giờ cô cho anh em thấy nè, thấy không, mình đứng im ra thôi, mình đâu có bị khống chế đâu, nó lên chống đỡ rất là nhiều, không bị khống chế miếng nào luôn đó. Lúc đó là chúng ta dễ dàng, chúng ta chạy ra rất là dễ dàng luôn. Nhưng mà anh em chơi con thiên dương là anh em phải quen thiên dương, phải quen cái cách chơi, không thôi là anh em bường vô một cách như con thiêu thân luôn, lao vào chỗ vua thế gian cái kiểu là chết ngắt luôn. Nên là anh em phải cẩn thận. Tuy là chúng ta có bức tử, một cái thuộc tính thủ ngon nhất trong tất cả các thuộc tính thủ, thằng bức tử nè, vô địch nè là ngon nhất, sau đó đến né tránh, sau đó đến thu nhỏ sát thương là cái thằng thiên dương, là cái chiêu thủ của thiên dương là ngon nhất nè, sau đó là đến của con đòn thị chỉ đó, tại nó có né hoàn toàn sát thương ngoại công nội công đó, rồi sau đó là đến mật tịch chung của con côn lùng đao, thu nhỏ sát thương lên tới 200%. Côn lùng đao là một môn phái gây ra lượng đao rất là tốt, khống chế tốt luôn. Đó, nhiều anh em mà hồi trước là anh em cứ sợ là côn lùng đao nó không có được châu đúng không, dễ bốc hơi, nhưng mà bây giờ lên 79 thì nó có được cái mật tịch chung, nên là anh em có thể là sử dụng côn lùng đao đẩy full đam cho cô nhiều đam nhất có thể, tại vì côn lùng đao là một môn phái sóc đam rất là tốt, nên là anh em sử dụng nó full đam là cực kỳ ngon luôn, phải nói là như vậy. Tại vì cái chiêu lưỡng nghi chân khí của nó là một cái chiêu là phòng thủ rất là tốt vậy, thu nhỏ sát thương đẩy cái địch ra khi mà búp lên, nói chung là dưới 30% máu là tự động búp lên lưỡng nghi luôn, những ai mà khống chế nó bị đẩy ra hết, rồi nó được thu nhỏ sát thương rất là nhiều. Tuy là nó bị khống chế, nó chỉ thu nhỏ sát thương thôi, nó vẫn bị khống chế, nhưng mà khi nó đẩy người ta ra là cái số người bị khống chế lại bởi cái chiêu đẩy của thằng lưỡng nghi chân khí á, làm cho những người đối phương bên kia ít có khả năng mà đánh trúng vô cái con côn lùng đao đó, làm cho côn lùng đao đó có thể là chạy ra được, lúc đó là chạy nhanh đó mà, nếu là ngon luôn á anh em. Còn cái con thiên dương của chúng ta là khỏi nói rồi, bất tử mà, vô địch mà, được miễn sát thương nè, được miễn khống chế nữa, nên là chúng ta chơi đã lắm. Còn con đòn thị chỉ thì nó chỉ là né sát thương thôi, nó vẫn bị khống chế nha anh em. Tại mình có làm mấy cái video về đòn thị chỉ đâu này nọ nè, đúng không? Anh em nào mà coi lại thì anh em có thể kiếm lại ở trên YouTube của mình. Trận thiên dương này bây giờ là mấy cái trận đi tống kim như thế này, thật sự là thiên dương lấy top 1 đơn giản lắm anh em. Anh em build đồ tốt cho nó xíu, rồi xong rồi anh em hiểu chiêu của con thiên dương, đi chạy vô cái dàn calon mà đánh. Cái đó là mình không có cảm giác mà bây giờ đi tống kim nó vui giống như là cái thời đầu nữa. Bây giờ treo một đống luôn, vô gặp toàn auto không, không còn cái gì gọi là vui luôn. Mình hy vọng là trong tương lai có thể có được một cái tống kim liên server, mở rộng tống kim nha, tầm khoảng 100 người hay gì đó, đông đông lên đánh cho sướng. Tại vì đa phần bây giờ gặp toàn clone thôi, nên là bây giờ nếu như tống kim mà số người nó đông á, thì khả năng chúng ta sẽ gặp những người chơi cầm tay nó nhiều hơn nữa.
nên là nó đánh nó mới vui. Chứ bây giờ anh em cứ thấy mấy người mà build khỏe khỏe tí chạy vô bên cổng hồi sinh bên kia, bên danh trại bên kia chặn cổng, nguyên sáu thì đánh không chết nữa. Mình chưa thấy có một cái trận nào mà nguyên sáu bị chết nha, chưa thấy. Nguyên sói là không đánh chết này, nhưng mà chúng ta chặn cổng đánh cà lon như thế này thấy đâu hấp dẫn đâu, đúng không? Còn mà kiếm kèo mấy ông ngang ngang như mình thì lại không có đó, nên là cái tống kim hiện tại đang bị hạn chế rất là nhiều đó. Hy vọng trong tương lai có được cái mở ra cái tống kim liên server hay mấy hoạt động BK liên server cho vui, chứ giờ mới thấy là cái liên server là thấy được cái chích tinh lâu, đúng không? Có cái liên server rồi hết đó, bây giờ là đợi thêm, đợi mong chờ nhất là cái hàng tống kim liệt server để coi các cao thủ, tại vì bây giờ là nhiều anh em người ta có các cụm server đua top rất là ghê, họ vô gặp nhau mấy ông top vô gặp nhau, cái kiểu chủ yếu là mình cần liên server để cho nó đông đông á, chứ giờ gặp có nhiều đó người à. Gặp thêm có vài trận nữa mình đi mà mấy cái trận đầu mà mấy ông kia ông chơi hết trơn này, mấy trận sau toàn là mấy clone đi không à, nó đâu được hấp dẫn đâu, nên là đi liên server nó đông đánh cho nó sướng, chủ yếu là đông á. Bây giờ là cái game của mình á thì nó bị hạn chế, mình đi chỉ được 2 lần mỗi ngày thôi, bị hạn chế cực kỳ luôn, nó không như những cái game khác. Những game khác là chúng ta đi mấy lần cũng được, nhưng mà chỉ nhận thưởng được 2 lần, đúng không? Một lần là miễn phí, còn một lần phải có tống kim chiêu thư mới nhận thưởng được 2 lần. Còn cái game này thì nó chỉ đi duy nhất 2 lần và nhận thưởng 2 lần, ở nên là nó bị thiệt chỗ đó. Mà mấy ông nào mà cầm tay thì mấy ổng đâu phải lúc nào cũng cầm tay được đâu, toàn auto không, vô chán hay bà. Nên là bây giờ mình đợi thôi, đợi khi nào mà ra tấm kim lên server trải nghiệm, chứ giờ vậy là quá chán này. Em thấy vô siêu phàm không, làm clip bây giờ là mình làm clip rồi mình phải làm 2-3 clip một lần để coi cái trận đó có phải đáng làm hay không. Chứ vô có mấy trận cua vô có mình cua hổng thiên, còn lại là toàn là sức trận đồ này nọ từ lứa hộp dứa, đâu vui đâu đó. Nên là cái trận này cũng đỡ, nên có một vài anh em thiên dương quá trời nè, cho anh em thấy thiên dương lý do tại sao được lựa chọn nhiều. Cái thứ hai nữa là người ta là hổng thiên quá trời luôn đó, nên mình vô mình cho anh em xem thì thật sự thiên dương là một cái môn phái đi quần chiến ngon phải nồi luôn, ngon lắm. Nó có cái chiều kim chung cháo nè, giảm sát thương nè, giảm rất là nhiều luôn á, này mới tăng 17 điểm thôi mà giảm 34%. Anh em sử dụng theo nhỏ sát thương ở cái áo là ngon luôn. Rồi cái chiêu 7x nè tăng nè, nói chung là thiên dương này anh em cứ đẩy full cho mình, là full đam cho mình, đẩy full đam. Chiêu này tăng 1 điểm thôi, chiêu này quá ngon, thấy không? Tăng full quá ngon luôn. Rồi chiêu này tăng full đó, rồi chiêu 70 tăng full, cái này tăng full luôn. Rồi dư điểm cô sẽ tăng kim chung cháo, cái này sử dụng để đi theo cái dạng mà quần chiến ngay mấy con bet của anh Mr. DD anh ấy sử dụng. Sau này anh em có thể mà nếu như mà chí mạng sát thương chí mạng của anh em cao á, anh em có thể là bỏ bớt mấy con sát thương chí mạng, nếu như sát thương chí mạng của anh em đã full, anh em có thể sử dụng con cơ quan nhiên thu để chúng ta có thêm bỏ qua né. Chỉ số bỏ qua né bây giờ là bắt đầu quan trọng lắm luôn á anh em, bây giờ ai cũng build bỏ cái chỉ số né tránh rất là nhiều, chúng ta build bỏ qua né nhiều nó sẽ ok. Rồi anh em nào mà có ý định muốn cua build ạt thì anh em cứ tích tầm khoảng 8k vàng với 4k kim long, nhắn tin vô Zalo cho cua. Zalo xin của cua 0946496490, cua sẽ vào ạt anh em. Trước khi vào ạt anh em thì cua sẽ lấy phi trước, nên anh em nào muốn build ạt cứ liên hệ cua nha. Và cảm ơn anh Mr. DD đã cho cua trải nghiệm cái môn phái Thiên Vương Trì này. Đây là một môn phái rất là dễ chơi, anh em build tốt cho nó, đẩy full dam cho nó là chơi rất là sướng luôn, thật sự là như vậy luôn. Nên là anh em nếu thích những môn phái càng lướt như là thằng Thiên Dương Trì thì có thể trải nghiệm nó. Và nếu thích video này các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là 2 video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem 2 video này, anh em có thể bấm vào đây để xem 2 video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.